Xin chào các bạn nha, địa chỉ của tiệm là 32 Thích, Quận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Thành đoàn công chầu thầy và anh em ạ. Chồng Ngọc Linh, dạ con chào chú Đạt và anh em làm việc buổi chiều vui vẻ ạ. Chào Nguyễn Tấn nha. Bên này là anh con trai lớn của thầy luôn nha các bạn. Đồng phụ thầy tác phẩm biết tay qua ngực luôn nha. Chào anh Thắng cá chép nha. Chào chị buổi sáng nha. Thắng cái chip con chào chú. Chân nó xong rồi mà. Chân nó xong rồi mà. Còn chân kia đó. Đủ cái lưng mà. Đủ cái lưng. Đủ cái lưng mà. Chào tất cả các bạn đang xem livestream của thầy mình nha. Địa chỉ của tiệm là 32 Thích, Quận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Chào Đào Thanh Loan nha. Chào Long BG nha. Chào Kiên Trung Kiên nha.
chào Thanh Nguyễn nha. Thắng cái chip cái lưng đẹp quá chú ơi. Chừng nào lên xăm nữa anh Thắng cái chip ơi. Chào Võ Tiến nha. Bây này là anh trong trai lớn của thầy luôn nha các bạn. Trong phụ thầy làm tác phẩm biết tay qua ngực luôn nha. Thắng cái chip, nồi cái lúa con lên làm tiếp. Xin dạ cho không. Nó về anh xin dạ đi ngang Thắng cái chip ơi. Xin dạ đi, ông là phải xin dạ đi. Chào Phan Ý nha. Lần nè, con chào thầy ạ. Lần nè. Dạ tính à. Dạ anh tính. Con về quản lý vàng cho anh tính chưa con? Hả? Nó có một cây hai trong quần á, con chở quản lý giùm nha, để nó thả lung tung mà mất chồng nha. Nguyễn Thí Oanh cho Hiếu trợ lý đánh kìa thầy. Chạy con kìa, chạy con phải không? Chút xíu cho đánh. Cầm lắm nè. Loan nè, dạ giữ không nổi đâu thầy ơi.
Ủa còn có luôn số điện thoại này hả Hiếu? Hiếu tắt đi con. Tắt đi. Lóc luôn đi. Cái nắp màu đỏ thôi. Nắp màu đỏ. Đỏ bên kia kìa. Đỏ bên kia. Địa chỉ của tiệm là 32 Thích Quấn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Thấy nguyên cá nằm chầm bành luôn. Xíu làm cái lẩu. Tuấn Anh. Dạ. Mua thùng bia con. Dạ. Làm lẩu cá thì nhậu. Nhậu không? Dạ nhậu nè. Mấy mày dưỡng sức lên cho tới nay mày giờ mày làm nhậu à. Khôn chứ mà. Chuyên nghiệp hay hả? Được đó, ráp, ráp đi. Chào tất cả các bạn đang xem live stream của thầy mình nha. Tiệm mình chiên cover, chiên sữa hình nha các bạn. Uống xăm là đến trực tiếp tiệm nha. Thầy mình là nét đen
hồi đó đợi con nhận hơi con mà con kia khổng lồ hơn nữa. Ông kia cách ra 1 ký. Ông kia mỗi lần xăm sợ đau, mỗi lần xăm rồi mua cái ba số là nó lộ cũng đau mà. Thank you.